Chào mừng bạn đã đến với kênh podcast của Trạm Đọc, nơi dừng chân của những người yêu sách. Các bạn đang làm trong lĩnh vực cần nhiều sự sáng tạo, nhưng dạo gần đây thì bạn lại cảm thấy cảm hứng của mình cứ biến đi đâu mất, hoặc đơn giản là bạn muốn kích thích sự sáng tạo của mình được phát triển nhiều hơn. Vậy thì bạn không nên bỏ qua 10 cuốn sách về sáng tạo mà Trạm Đọc giới thiệu ngày hôm nay. Chúng chứa đựng những phương pháp thực tế, hữu dụng để phát triển và nuôi dưỡng sự sáng tạo bên trong của bạn. Cuốn sách đầu tiên mà Trạm muốn giới thiệu là Tư duy nhanh và chậm. Đây là một cuốn sách đầy hấp dẫn thuộc top phải đọc của tác giả Daniel Kahneman. Daniel Kahneman là nhà tâm lý học và là người đoạt giải Nobel Kinh tế cho công trình của mình. Cuốn sách này chủ yếu khám phá hai hệ thống tư duy khác biệt của con người. Hệ thống 1 cực kỳ nhanh, cảm tính, và hệ thống 2 thì chậm hơn, logic hơn khi tiếp cận vấn đề. Ông đề cập trong cuốn sách của mình rằng phần lớn các quyết định lớn chúng ta đưa ra trong cuộc đời đều bị lèo lái bởi sự điều khiển, thậm chí có lúc đấu đá giữa hai hệ thống này. Việc hiểu biết lúc nào nên sử dụng hệ thống tư duy nào trong quá trình đưa ra quyết định sẽ giúp bạn có được những kết quả tốt hơn. Chẳng phải chúng ta đều được định nghĩa bởi những quyết định chúng ta đưa ra hay sao? Với những bài học thực tế về cách đưa ra quyết định tốt hơn trong các tình huống khác nhau, Tư duy nhanh và chậm là cuốn sách phải đọc để hiểu về quá trình tư duy của con người và cách tận dụng nó một cách hiệu quả nhất để tôi luyện kỹ năng đưa ra quyết định của bạn nói riêng và giúp thay đổi toàn bộ quan điểm về đời sống nói chung. Được vô vàn độc giả đánh giá là cuốn sách hay nhất về lĩnh vực sáng tạo. Ai cũng là nghệ sĩ, 10 chiêu sáng tạo chưa ai từng hé lộ cho bạn là cuốn sách tiếp theo mà Trạm muốn mang tới cho các bạn ngày hôm nay. Austin Kleon là tác giả có sách bán chạy nhất theo xếp hạng của tờ New York Times và một nghệ sĩ, người viết về 10 điều căn bản bạn cần biết về sự sáng tạo và sự độc đáo. Austin Kleon chỉ ra rằng bạn không cần phải là một thiên tài nào đấy để trở thành một nghệ sĩ đích thực mà chỉ cần là chính bạn. Cuốn sách truyền cảm hứng này vừa thực tế lại vô cùng giải trí trong lối trình bày để truyền tải một cách thuyết phục nhất cho độc giả hiểu biết tường tận về sự hoạt động của sáng tạo. Đã có vô số các tác phẩm nghệ thuật được tạo ra trên thế giới và mọi nghệ sĩ vĩ đại đều đồng ý rằng không cái nào là hoàn hảo độc đáo hết. Chúng ta đều vay mượn ý tưởng từ một nơi nào hoặc một ai đó và cách một người nhìn nhận sự vật như nó là mới là điều làm nên những nghệ sĩ tài ba với những người khác. Với rất nhiều các bài tập, ví dụ thực tế và minh họa, Ai cũng là nghệ sĩ là một cuốn sách phải đọc để thúc đẩy sự sáng tạo bên trong của bạn. Cuốn sách tiếp theo mà chúng mình muốn giới thiệu tới các bạn với cái tên vô cùng độc đáo, Phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống, của tác giả Hugh McLeod. Đây là một trong những cuốn sách với những lời khuyên sáng tạo vô cùng độc đáo. Bản thân tên cuốn sách cũng đã mô tả ngắn gọn về việc trở thành một kẻ lập dị, khác người từ đời tư đến công việc là công thức để đạt được sự sáng tạo. Tất cả những người sáng tạo nhất trên thế giới đều có đặc điểm riêng biệt này trong mình và nó là thứ làm cho họ thách thức chính quyền và tư duy khác biệt với bầy đàn. Trong cuốn Phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống, Hugh McLeod viết về thế giới sợ hãi rủi ro của chúng ta và làm thế nào để một người có thể nuôi tư duy sáng tạo trong một môi trường hạn chế như vậy. Cuốn sách có rất nhiều bài học ngắn gọn về sáng tạo đến từ một nhà sáng tạo hoạt hình sâu sắc và lém lỉnh. Suy cho cùng thì sự tự chủ trong suy nghĩ của chính bạn và sản phẩm là những thứ quan trọng nhất chứ không phải là ý kiến của những người khác. Nếu là một người đam mê sáng tạo và mong muốn khám phá khả năng sáng tạo của bản thân thì bạn không nên bỏ lỡ cuốn sách Tự tin sáng tạo của hai tác giả tài năng Tom Kelly và David Kelly. Cuốn sách viết bởi nhà sáng lập IDEO và sáng lập trường thiết kế Stanford, Tom Kelly và David Kelly đã khám phá những cách tốt nhất để khai thác mỏ sáng tạo đang bị mắc kẹt trong chúng ta. Mặc dù sáng tạo là thứ gì đó thường chỉ gắn kết với giới nghệ sĩ và những người cùng thuộc thế giới ấy, thì anh em nhà Kelly đã cho thấy giá trị và nhu cầu sáng tạo tồn tại ở khắp các ngành và doanh nghiệp khác nhau. Sáng tạo tóm gọn là cách chúng ta đặt những câu hỏi khác nhau như thế nào và cách chúng ta giải quyết vấn đề ra sao. Trở nên sáng tạo trong cả đời tư lẫn trong kinh doanh đều vô cùng quan trọng. Cuốn sách Tự tin sáng tạo cung cấp một vài những phương pháp sáng tạo hữu ích nhất và cách tận dụng chúng để giúp cho việc giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt hơn. Cuốn sách chắc chắn sẽ là một cẩm nang hữu ích cho các bạn trên hành trình chinh phục sự sáng tạo. Vương quốc sáng tạo là cuốn sách thứ 5 nằm trong danh sách 10 cuốn sách thức tỉnh sự sáng tạo mà chúng mình muốn giới thiệu tới các bạn ngày hôm nay. Vương quốc sáng tạo là cuốn sách được viết bởi Ed Catmull, đồng sáng lập của hãng phim hoạt hình nổi tiếng Pixar. Có gì thú vị hơn khi được nghe những bài học sáng tạo từ con người đứng sau sự thành công của những bộ phim như là Câu chuyện đồ chơi, Wall-E, Gia đình siêu nhân và vô vàn những bộ phim nổi tiếng khác.
thống trị ngành phim hoạt hình trong hơn 20 năm qua và có lẽ là còn nhiều năm nữa. Cuốn sách của Ed Catmull khám phá những gì cần thiết để khiến cách kể chuyện có hiệu quả và có thể thổi sự chân thực trong cảm xúc vào những nhân vật không có sự sống. Bảo vệ quá trình sáng tạo là công việc có vai trò vô cùng quan trọng trong việc nuôi dưỡng sự sáng tạo bên trong chúng ta. Và cuốn sách này của Ed Catmull đã giải quyết tất cả những vấn đề này khá tốt. Thụt lùi là một phần của cuộc sống và nó đòi hỏi các kỹ năng sáng tạo hơn để giải quyết chúng một cách hiệu quả. Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu câu chuyện bên trong về cách mà hãng phim hoạt hình Pixar, nơi đã trở thành một ngôi nhà nhân giống cho những bộ phim hoạt hình hay nhất trên thế giới, đối mặt với tất cả những khó khăn và nuôi dưỡng văn hóa sáng tạo. Đề xuất thứ 6 của Trạm đó là cuốn sách Sáng tạo từ ý tưởng đến thành công. Là một cuốn sách tuyệt vời khác về hoạt động sáng tạo và cách nuôi dưỡng chúng. Rất nhiều quá trình tư duy khác nhau và cách giải quyết vấn đề đã được khám phá trong cuốn sách được viết bởi tác giả John Lehrer. Với những mẹo hữu dụng và các ví dụ đời thực về cách nuôi dưỡng sự sáng tạo trong bạn, cuốn sách rất xứng đáng được đưa vào danh sách phải đọc về chủ đề sáng tạo. Cuốn sách thứ 7 mà Trạm muốn giới thiệu có tên gọi 12 tuần phóng thích năng lượng sáng tạo. Đây là một trong những cuốn sách mà những người tìm kiếm sự sáng tạo chắc chắn sẽ cần đến. Xuất bản hơn 10 năm trước, 12 tuần phóng thích năng lượng sáng tạo với tên gốc là Artist's Way vẫn được coi là một trong những cuốn sách hay từng được viết về cách nuôi dưỡng sự sáng tạo. Sáng tạo có mối quan hệ mật thiết với tâm linh và Julia Cameron đã khám phá mức độ kết nối này trong cuốn sách của cô. Sự tự tin của người nghệ sĩ thường thấp hơn bình thường khi họ phải đối mặt với những cản trở sáng tạo, tự nghi ngờ bản thân, sợ hãi và các cảm xúc khác. Cuốn sách này cung cấp những ví dụ thực tiễn và bài tập để nâng cao khả năng sáng tạo bên trong của bạn lên mức độ cao hơn. Cuốn sách tiếp theo mà chúng mình muốn giới thiệu tới các bạn đó là It's Not How Good You Are, It's How Good You Wanna Be, được viết bởi bậc thầy quảng cáo Paul Arden. Là một cuốn sách tuyệt vời về truyền thông, giải quyết vấn đề và sáng tạo nói chung. Giám đốc tập đoàn Saatchi & Saatchi đem đến những mẹo cực kỳ thực tế về việc mắc sai lầm và nuôi dưỡng sự sáng tạo. Hãy thất bại một cách ngoạn mục hơn trong lần sau. Nói ngắn gọn là điều quan trọng nhất về sáng tạo và là thứ mà Paul Arden đã cố gắng nói trong cuốn sách này để ý niệm đi vào cuộc sống của mỗi con người khát khao sáng tạo. Mặc dù phần nhiều trong cuốn sách tập trung vào cuộc đời làm quảng cáo của Paul Arden, đây vẫn được coi là một cuốn sách tuyệt vời để khám phá lĩnh vực sáng tạo trong tất cả các hình thức của nó. Dù cuốn sách này của tác giả chưa được xuất bản tại Việt Nam, nhưng có một cuốn khác mang tên là Nghĩ khác đi và làm ngược lại của tác giả đã được xuất bản dành cho bạn đọc quan tâm. Cuốn Chiến tranh của nghệ thuật là cuốn sách thứ 9 trong danh sách 10 cuốn sách giúp cho sự sáng tạo mà Trạm muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Trong chúng ta luôn có một sức mạnh tiềm tàng chờ khám phá, nhưng cũng tồn tại một kẻ luôn hoài nghi. Cuộc đấu giữa hai phe này trong tâm trí con người không khác gì một cuộc chiến tranh. Rất dễ để tự làm mình nhụt chí ngay từ đầu và vì thế rất nhiều chướng ngại vật tự nó hình thành. Cuộc chiến tranh của nghệ thuật là một cuốn sách tuyệt vời từ tác giả Steven Pressfield, người đã đào sâu vào nhu cầu giải quyết những vấn đề như thế trong tâm trí chúng ta. Tự nghi vấn là một trong những rào cản lớn nhất để trở nên sáng tạo và đôi khi nó cũng lại là một điều tiêu cực cần thiết. Mặc dù quá tự tin là một dấu hiệu của người sáng tạo giả mạo, Steven Pressfield đề cập rằng sợ hãi đôi khi cũng là một yếu tố cần có để trở nên sáng tạo hơn. Cuối cùng là cuốn Chơi, Play là một cuốn sách tuyệt vời về sự sáng tạo và cách mà chơi tiếp năng lượng cho sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là cuốn sách cuối cùng mà Trạm mang đến trong chuyên mục Trạm đọc gì ngày hôm nay. Sẽ bị coi là ngớ ngẩn khi chơi đồ chơi vào cái tuổi mà lẽ ra chúng ta nên chăm sóc cho người thân của mình. Nhưng mà tại sao không? Chính ảo tưởng của cuộc sống thường nhật đã làm cho chúng ta quên đi sự tận hưởng thời gian sống của mình, mà thay vào đó là chất đầy sự ưu tư và lo lắng trong người. Thói quen xấu này là một trong những lý do chính giết chết sự sáng tạo trong chúng ta. Và Chơi là một cuốn sách tuyệt vời đã đưa hoạt động giải trí có vẻ phi mục đích này lên đúng tầm quan trọng của nó. 10 cuốn sách, mỗi cuốn lại thể hiện sự sáng tạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế, nghệ thuật cho đến vai trò của những trò chơi trong cuộc sống hàng ngày. Những cuốn sách này chắc chắn sẽ trở thành cẩm nang hữu ích cho những độc giả mong muốn theo đuổi sự sáng tạo. Các bạn đã từng đọc cuốn nào trong 10 cuốn mà Trạm giới thiệu ngày hôm nay chưa? Hãy cùng chia sẻ cảm nhận của bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel của Trạm. Xin chào và hẹn gặp lại!